Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh để đời niềm thiếu trên bao công lao, cứu cấp quốc dân tranh đấu vì tình cờ nền độc lập. Học sinh mẹ chi tuổi xanh dũng sức phấn đấu, đem hết cam trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai, nung đúc tâm hồn để nuôi chi lớn. Theo các thanh niên sống vì sông nòi, liều thân vì nước vì dân mà thôi. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã khắc ra một khai xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh gây đời nhìn thiếu trên bao công lao, cứu cấp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh dũng sức phấn đấu, đem hết cam trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh là sáng đời dân Việt Nam. Trung học cơ sở An Nhơn năm học 2014-2015, đó chính là những
Các em đội viên còn nặng về việc học tập nên có thời gian sinh hoạt đội.
hai kết quả thực hiện chương trình thực hiện phong trào thiếu nhi cầu bắp thi đua năm thứ năm nhiều bác hồ dạy phong trào yêu tổ quốc yêu đồng bào tổ chức sinh hoạt ý nghĩa trong học sinh nhân các ngày lễ lớn như trường phong trường 20 tháng 10 ngày 12 tháng 10 ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thành lập đội thiếu niên tiền phong thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 giải phóng miền Nam Việt Nam 30 tháng 4 quốc tế lao động 1 tháng 5 ngày thành lập đội 15 tháng 5 ngày sinh nhật bác 19 tháng 5 bằng các hình thức như mời báo cáo viên nói chuyện khi tìm hiểu minh họa các tác phẩm văn học văn nghệ chào mừng khi hái hoa dân chủ tìm hiểu kiến thức tổ chức các hội thi dân gian sinh hoạt tập thể tổ chức các buổi phát thanh học đường cho học sinh nghe những câu chuyện hay ý nghĩa về Bác Hồ gương anh hùng thầy cô thằng đè đồng thời còn cho các em nghe những các khúc ca ngợi quê hương đất nước con người Việt Nam tổ chức thi vẽ tranh cắm hoa văn nghệ viết bài viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tổ chức trò chơi dân gian lành mạnh như kéo co ôn quan để cậy vân vân duy trì thực hiện mỗi tuần một câu chuyện mỗi ngày 9 tháng 1 năm 2013 tổ chức cho hơn 400 học sinh các buổi tham quan học tập văn hóa tại hội trường thống nhất tỉnh Nhà Rồng công viên nước Đầm Sen tham quan hướng nghiệp tại trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi nhảy flashmob từ ngày 13 tháng 1 năm 2014 đến ngày 18 tháng 1 năm 2014 ngày 22 tháng 3 năm 2014 tổ chức hội giải cho học sinh tổ chức sinh hoạt ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 cho học sinh toàn trường phong trào học tập tốt lao động tốt đã tổ chức phát động các chi bộ đăng ký tiết tốt ở hoa điểm 10 chào mừng các ngày lễ lớn như truyền thống trường 12 tháng 10 ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 giải phóng miền Nam Việt Nam 30 tháng 4 quốc tế lao động 1 tháng 5 ngày thành lập đội 15 tháng 5 ngày sinh nhật bác 19 tháng 5 toàn liên đội đạt được 4.234 tiết tốt tổ chức các cuộc thi đấu vui nhân các ngày lễ lớn như 12 tháng 10 20 tháng 11 20 tháng 10 22 tháng 12 9 tháng 1 30 tháng 4 1 tháng 5 26 tháng 3 15 tháng 5 19 tháng 5 tổ chức ôn tập học kỳ 2 ở trường quốc Thái Hoa Dân Chủ tham gia cuộc thi viết thư của VOV lần thứ 43 tham gia cuộc thi văn hai chữ tốt có một em đạt giải cấp quận phát động học sinh tham gia cuộc thi V Olympic toán trên internet có 17 em đạt giải cấp quận thi Olympic tiếng Anh ba mẹ 3 em đạt giải cấp quận thi học sinh giỏi cấp quận và tất cả 13 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp quận trong đó 8 học sinh giỏi môn nghệ 1 học sinh giỏi môn toán 3 học sinh giỏi môn máy tính cầm tay 1 học sinh giỏi môn tiếng Anh tổ chức thi viết bài tìm hiểu vẽ tranh làm thiệp cắm hoa như các ngày lễ lớn tổ chức các hội thi thể dục thể thao cấp trường tham gia các hội thi cấp quận đạt 8 huy chương vàng 11 huy chương vàng 14 huy chương đồng ở thành phố đạt 2 huy chương vàng 2 huy chương bạc 2 huy chương đồng các quốc gia có 2 học sinh đạt giải tham gia cuộc thi vẽ tranh các quốc gia có 1 học sinh đạt giải Global Arts Creative tổ chức hội thi nghiên cứu tổ cấp trường tham gia hội thi cấp quận do hội đồng đội tổ chức tại ngày khuyến khích tổ chức cho học sinh tham gia hội thi chỉ huy đội tập cấp quận phong trào đạt kết tốt kỷ luật tốt sinh hoạt ý nghĩa và tuyên truyền luật giao thông mời tuyên truyền viên về sinh hoạt với học sinh như các biết là giao thông các buổi nói chuyện chuyên đề không có trách nhiệm phòng chống bạo lực học đường tổ chức hội diễn văn nghệ trong một các ngày lễ lớn như 20 tháng 11 22 tháng 12 3 tháng 2 30 tháng 4 1 tháng 5 15 tháng 5 19 tháng 5 tham mưu với ban giám hiệu nhà trường về chăm lo tết cho học sinh nghèo trong ngoan giỏi và đã trao 53 phần quà trị giá 250.000 đồng một phần tổng số tiền 13.250.000 đồng phong trào giữ gìn vệ sinh thật tốt thành lập đội tự quản trên cổng trường phát động phong trào cổng trường em sạch đẹp an toàn và công an hoạt động trên cổng trường thực hiện tốt công lao động bảo vệ môi trường mỗi chế độ tổ chức hoạt động lao động như
để trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, một chậu cây kỷ, chậu hoa để bàn, tích cực tham gia diệt trừ các loại côn trùng gây hại đến sức khỏe, tránh tạo môi trường sinh sôi nảy nở, diệt muỗi. Mỗi em của gia đình nấu cơm và các món ăn đơn giản, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, giặt ủi đồ dùng cá nhân, sắp xếp đồ dùng cá nhân ngăn nắp gọn gàng, thực hiện công trình ăn no trong chế độ và liên tục sử dụng chuồng đất để cảm ơn. Tổ chức tham gia làm vệ sinh trong trường học trong tháng cuối học kỳ, trước kỳ nghỉ Tết và cuối năm học, thành lập đội xung kích trực phòng trường và giờ đánh chơi, tổ chức cho cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền trong giờ chào cờ về vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng chống các bệnh trong mùa. Có các biện pháp mà đối với học sinh xã đang vừa phải, phối hợp với cán bộ y tế và giám thị kiểm tra thường xuyên nhìn đến phát phong cũng như vệ sinh thường xuyên, phong trào kiên cố và tạo dựng cảm biểu cảm, giáo dục học sinh biết kính trọng lễ phép với người lớn tuổi, hòa nhã cũng như với bạn bè, không nói tục tuổi thề, tổ chức tuyên dương những em học sinh có những thành tích thiết thực trong nhà trường, nhận được bộ rơi cho người bị mất thấy rác tay nhặt liền. Nhà trường cũng đã có những thư, những điều em muốn nói để qua đó nắm bắt kịp những tâm tư nguyện vọng của các em, tăng cường các nội dung rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, rèn luyện đức tính kiên cố, không kiêu căng, không tự cho mình là giỏi, rèn luyện đức tính trung thực, không vay con khi làm bài kiểm tra thi cử, không nói dối với mọi người, khi mắc lỗi phải nhận diện được lỗi và sửa lỗi, tăng cường các thực hiện tốt trong rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật, giáo dục đạo đức, khả năng giao tiếp ứng xử cho thiếu nhi như con lời người lớn, lễ phép với ông bà cha mẹ thầy cô, không nói tôi tuổi thề, không nói đúng không, biết cỡ bạn xưng tôi, giáo dục thói quen dịch dạ cảm ơn xin lỗi, thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, không nghỉ học điều tiện, không đi học trễ, không nói chuyện trong giờ học, nhận được bộ rơi giảm người bị mất, biết giúp đỡ mọi người khi ra đường, đặc biệt là người già chị nhỏ của mình. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường đã xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Mỗi chi đội đã có trách nhiệm tu bổ, chăm sóc và chuyển giao ở trước trường học. Tổ chức nhiều hội thi qua đó giáo dục kỹ năng sống cho các em. Thành lập đội nhóm nâng cao tính tự quản cho học sinh. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để phát huy khả năng tự có cho các em và qua đó cũng phát triển thêm nhiều tài năng mới để được bồi dưỡng. Vì vậy hiện nay nhà trường có những đội nhóm qua đó được kỹ năng đã góp phần làm nên nhiều thành tích thông qua các hoạt động trong năm học. Ba, công tác xây dựng đội, công tác đội viên, tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề đội viên, tổ chức hội thi ý thức đội đại liên tổ thu hút sự quan tâm của ban giám hiệu, chi đoàn nhà trường và tổ chức luyện tập, tích cực tham gia các quận, tổ chức lễ phát động chủ đề, tổ chức cho học sinh lớp 9 tham gia đối tượng đoàn và kết nạp đoàn cho các em đủ điều kiện, tập huấn ban chỉ huy liên đội chi đội, xây dựng đội về tổ chức, tập huấn ban chỉ huy liên đội chi đội, xây dựng và thực hiện liên đội 34 và chi đội 34, công tác phụ trách đội, tham gia sinh hoạt thường xuyên liên đội phụ trách đội khối trường học do đoàn ngành phối hợp cùng hội đồng đội cùng tổ chức, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng phụ trách đội do hội đồng đội thành phố tổ chức, tham gia hội họp định kỳ và để các phong trào cho hội đồng đội thành phố tổ chức, công tác chỉ đạo, tham gia mọi hoạt động phụ cận phối hợp với chi đoàn trong mọi công tác, hợp tác với đoàn phường tổ chức nhà hàng tổ chức hợp bộ công trình mầm non các biên đội tên công trình trùng tu chống đội và trang bị một số vật dụng đội. Với những kết quả đã đạt được trong năm học, liên đội trường trung học cơ sở An Nhơn quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ đề ra của nhiệm vụ trong năm học sau. Trên đây là báo cáo tổng kết của liên đội trường trung học cơ sở An Nhơn năm học 2013-2014. Trong chiều hôm qua, dự thảo báo cáo tổng kết các đồng bộ và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014. Và tiếp theo xin mời bạn Hương Vy thông qua chương trình dự thảo công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015. Mời bạn. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin thông qua dự thảo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 với chủ đề tuổi nhỏ làm việc nhỏ dựng xây thành phố anh hùng. Năm học 2014-2015 là năm thiếu nhi trên toàn địa bàn quận chào mừng các sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm
1930 đến ngày 3 tháng 2 năm 2015, 45 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890 đến ngày 19 tháng 5 năm 2015, thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của quận Gò Vấp năm học 2014-2015 và kế hoạch hoạt động của nhà trường. Liên đoàn An Nhơn xây dựng chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 cụ thể như sau: 1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác đội, tổng số đội viên 1.240/1.240 học sinh, tổng số thi đội 26 thi đội với 26 đội sách thi được quy chế như sau: có 6 được 1 thi đội, có 7 5 thi đội, có 3 5 thi đội, có 9 5 thi đội. Mục tiêu trọng tâm: 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử chào mừng các ngày lễ lớn, tập trung các giải pháp sáng tạo, thực hiện phong trào thiếu nhi làm theo lời Bác Hồ dạy, gắn với bốn chương trình hoạt động đội. 2. Tăng cường bồi dưỡng lực lượng chỉ huy đội, xây dựng lực lượng đội viên nòng cốt, nâng cao vai trò tự quản của ban giám hiệu liên đội. 3. Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ phụ trách chi đội, đảm bảo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu công tác đội và phong trào thiếu nhi tại liên đội. 4. Tăng cường giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng phát huy vai trò của đội thiếu nhi truyền thông và chiến thuật trong nhà trường, khai thác các nguồn lực xã hội, chăm lo vật chất, tinh thần và chiến lược mạnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi bị bệnh ung thư. 2. Phong trào thiếu nhi thành phố làm theo lời người Bác Hồ dạy. Chương trình sự hà truyền thống tiếp bước cha anh, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu nhi nhi đồng về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930 đến ngày 3 tháng 2 năm 2015, 45 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890 đến ngày 19 tháng 5 năm 2015. Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng hình thức sân khấu, hội thi, hội diễn tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử dân tộc như anh cùng nhỏ tuổi tham gia hội quân Em Là Chiến Sĩ Nhỏ thành phố Bắc Hồ và liên hoan tuyên dương chống mặt Bắc Hồ cấp 1 năm 2015. Tiếp tục thực hiện công tác trần quốc tuệ, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách có công cách mạng trên địa bàn phường và quận, liên tổ thực hiện công trình chăm sóc thăm viếng làm tiền của khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, đó là tỉnh xã hội phương tổ chức các chuyến hành trình về địa đó, hành trình đến với bảo tàng, tổ chức diễn ảnh tranh ảnh tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biên giới biển đảo trên đội viên thiếu nhi, tổ chức đợt hoạt động em yêu chú bộ đội cụ Hồ tại các liên đội, tổ chức cho các em tham quan tìm hiểu giao lưu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển giới biển đảo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng kiến thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là luật giao thông đường bộ và giáo dục pháp luật chấp hành kỷ luật nội quy của nhà trường, tiếp tục thực hiện chương trình cùng em bữa trước. Biện pháp thực hiện giữ tiêu tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đội, lịch sử đoàn, đảng cho các đội sinh hoạt kỷ niệm 26/26 đội thực hiện 100% đội viên tham gia, đội viên thuộc và là nghe năm điều bác còn lại 100% đội viên thực hiện, tổ chức thi thể tự trợ lúc bác còn 26/26 thi đội tham gia, tìm hiểu ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm như ngày 2 tháng 6, 15 tháng 10, 20 tháng 10, 7 tháng 11, 20 tháng 11, 1 tháng 12, 22 tháng 12, 9 tháng 1, 3 tháng 2, 27 tháng 2, 8 tháng 3, 26 tháng 3, 30 tháng 4,
13 tháng 5 và 19 tháng 5 cho các tiết sinh hoạt dưới giờ và sinh hoạt thi đội 100%, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sưu tầm các gương nhân nhân bác học như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Chuẩn. Các thi đội tổ chức tìm hiểu qua các buổi sinh hoạt của những 100% thi đội đồng nghiệp tham gia hai vị hội thi cực vương đại dương tổ quốc Việt Nam 500 đội viên tham gia tổ chức các thanh mang no các cách bài hát sử ca học đường vào giờ ra chơi trong cả năm học tham và thăm và tặng quà cho các bạn đại diện anh hùng các gia đình có công với cách mạng như người 22 tháng 11 ngày 27 tháng 7 hai đợt mỗi đợt 5 phần mỗi phần 200 đồng hành trình đến với bảo tàng hai lần một năm thực hiện chương trình mang tâm sẵn sàng từ biển đảo quê hương 100% hội viên tham gia thực hiện tốt an toàn giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi học 98% học sinh đội viên thực hiện tốt chấp hành nội quy quy định của nhà trường 100% hội viên thực hiện chương trình học tập sáng tạo vươn tới tương lai biện pháp thực hiện tự tin tổ chức phong trào tiết học tốt 3 điểm 10 phấn đấu mỗi chi đội đạt 80% tiết học tốt và 50 điểm và 23 điểm 10 một tháng thành lập cơ đại học tốt rất cao từ quý bộ 26/26 chi đội thực hiện tốt tổ chức các hội thi học tập trao đổi kinh nghiệm học tốt tuyên dương tấm gương học tốt 81 năm thực hiện phong tiết học cờ tham gia phong trào đọc và làm theo báo đội tham gia giải lân chôn 26/26 lớp tham gia tổ chức tham gia học tập và sinh hoạt ngoại khoa một lần một năm xây dựng các đội nhóm năng khiếu câu lạc bộ học thuật sáng tạo 5 đội nhóm tổ chức các hoạt động đối với tìm hiểu kiến thức khoa học 2 lần 1 học kỳ tuyên dương đội viên làm việc tốt tích cực biên độ cho tháng một lần 3. Chương trình tìm hiểu tham gia kiến thức sẵn sàng biện pháp thực hiện chủ trương tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 1 lần 2 tổ chức các hội thi công nghệ 2 lần 5 tổ chức cuộc thi vẽ tranh 1 lần 1 năm thi làm báo tường 1 lần 1 năm thi làm thiệp 1 lần 1 năm tổ chức các sinh viên dân gian 2 lần 1 năm tổ chức các hội thi hoạt động 2 lần 1 năm thành lập câu lạc bộ kỹ năng sống truyền thông kỹ năng 26 bạn đội viên trường mầm non 26 chi đội tham gia tìm hiểu biết cách phòng chống một số bệnh thông thường 100% đội viên thực hiện việc bảo vệ môi trường phụ giúp gia đình các hiệp đội viên rèn luyện kỹ năng sống giao tiếp ứng xử 100% đội viên thi đầu thực hiện công khóa xếp hạng thi vào lớp thi ra về thi mua và bán 100% đội viên và 100% đội viên thực hiện tốt chương trình làm nhiệm vụ tốt tha thương liên tác biện pháp thực hiện chỉ tiêu tuy nhiên với các quan các hồ đội viên được có học giỏi thiếu nhi dũng cảm đội viên hiếu thảo 75% đội viên nhi đồng được tuyên dương thực hiện số ghi nhận đội viên đã làm việc tốt chi đội khen đã làm việc tốt 26/26 chi đội thực hiện mỗi chi đội 1 tổ nhi đội thực hiện 1 tổ mỗi đội viên nhi đồng thực hiện tất cả các việc làm tốt trong năm học 10.000 việc làm tốt các động thực hiện phong trào tổ trường em sạch đẹp an toàn và không còn đọc trước cổng trường thực hiện suốt cả năm tổ chức thực hiện chủ nhật xanh tổng vệ sinh đường lớp 1 lần 1 tháng tham gia phong trào đủ đường hồng đợt 1, 2 tặng 100 phần quà xây dựng quỹ đủ đường hồng để giúp đỡ thăm hỏi các bạn hội viên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 100% hội viên tham gia tổ chức tiết kiệm của những phong trào kế hoạch nhỏ 100% đội viên tham gia tuy nhiên những tấm gương dũng cảm làm việc tốt hàng tuần 3. Hoạt động bảo vệ giáo dục chăm sóc thiếu nhi tổ chức tuyên truyền và tập huấn kiến thức kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ mình khi hòa nhập cộng đồng như kỹ năng tự bảo vệ khỏi bị ngược đãi xâm hại kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội tổ chức thực hiện công trình ăn no 4. Công tác xây dựng đội, công tác đội viên, triển khai thực hiện chương trình.
hạt đội và hình thức phẫu thuật. Chi hội thu hút đông đảo các đứa tham gia, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đội viên, yêu tổ chức đội, tôn trọng chính thức đoàn đó, tổ chức lễ lưỡng thành đội cho đội viên gắn với mọi việc chương trình dự bị đoàn viên, thực hiện chuyển giao đội viên trưởng thành về địa bàn trung tư để tiếp tục theo dõi bồi dưỡng cả bộ phát triển đoàn viên trước khi các em vào trường trung học phổ thông. Để trong thực hiện chỉ tiêu đội viên thực hiện rèn luyện bốn chiến hiệu như thức đội viên bị các đội viên nhà sử học nhỏ tuổi và thiếu phải hay là 100% đội viên học nghề. Tổ chức hội đi kiểm tra công nhận chiến hiệu đã gần một năm. Công tác chỉ huy chỉ huy đội phát huy tối đa tư tưởng vậy của ban chỉ huy liên đội chi đội hướng dẫn và nâng cao vai trò tự quản của lực lượng chỉ huy đội tuyên dương khen thưởng nhân rộng các gương điển hình chỉ huy đội giỏi thông qua các giải thưởng các hình thức động viên cụ thể tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác đội và phong trào thiếu nhi. Biện pháp thực hiện chỉ tiêu tập huấn sinh hoạt ban chỉ huy chi đội 2 lần một tháng, xây dựng liên đội chi đội, đầu tư xây dựng nội dung và chương trình sinh hoạt chi đội thành công phù hợp lứa tuổi, tổ chức đại hội chi đội tiến tới đại hội liên đội, hướng dẫn cho các chi đội thực hiện phong trào xây dựng chi đội ba tốt, liên đội ba tốt và vào năm học với các tiêu chí học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt, cuối năm học đánh giá công nhận và khen thưởng các chi đội ba tốt. Tiếp tục đầu tư xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích như câu lạc bộ kỹ thuật kỹ năng học thuật khoa học sáng tạo điều kiện thiên nhiên văn nghệ thể dục thể thao đội nhóm chuyên câu lạc bộ phát thanh mặt cao thu hút đông đảo học sinh tích cực tham gia. Biện pháp thực hiện chỉ tiêu thực hiện công tác nghi lễ đội đại hội đội liên hoan sau năm nghe đội thực hiện tốt với chương trình tổ chức hội thi nghi thức đội 1 lần 1 năm, phấn đấu đạt 80% chi hội chi đội đạt danh hiệu chi đội ba tốt 23/26 chi hội đạt liên đội phấn đấu đạt xuất sắc đạt danh hiệu chi đội ba tốt, xây dựng các câu lạc bộ bóng đá cầu lông bóng chuyền cờ vua cờ tướng kỹ năng sống chỉ huy đội đội lứa trong cờ đội văn nghệ chín câu lạc bộ với khoảng 500 đội viên tham gia. 5. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ phụ trách đội xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phong trào thực hiện chủ đề năm học 2014-2015, tham gia đội trưởng, liên đội để đẩy mạnh và giúp cho các liên đội có phụ trách đội mới. 6. Hoạt động tập trung, thúc đẩy tham gia liên quan các câu lạc bộ đội nhóm tiên tiến các thang mang non của đội ấp 1 gắn với chủ đề sinh hoạt tháng 3/4/2015 tham gia hội luận em là chiến sĩ học của cô Bác Hồ và tuyên dương giáo ban Bác Hồ tiêu biểu cấp 1 năm học 2011-2015 tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi năm học 2014-2015 tham gia hội trải nghiệm luyện dành cho phụ trách đội hành trình xe tương tác năm 2015 bình chọn và tham gia đại hội vươn lên và thi đua cơ bản trường tiểu học Gò Vấp năm học 2011-2015 tổ chức hội trại vững bước tiến lên đoàn. 2. Phát triển tham dự liên hoan Olympic các chương trình đại diện tổ chức trên tay là chương trình quan các đội và phong trào năm học 2014-2015 của mình. Đại hội chúng ta vừa nghe xong báo cáo kết mạng học đội năm học 2013-2014 và chương trình công đội năm học 2014-2015. Để cho đại hội hôm nay các bạn sẽ biết ý kiến nhau không? Nếu các bạn không có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ biểu quyết theo từng phần.
mình xin mời các bạn công an chủ đề đi mọi năm học 2013, 2014 thay mặt quê bố. Chúng ta là kỷ niệm 100 năm. Và còn thể đây là
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành một định là tất cả liên đội, chi đội toàn thể cả nước đều tổ chức sự kiện này. Hôm nay là liên đội An Ninh chúng ta là tổ chức đại hội, cho nên là hội đồng đội cho phép các bạn là dời cái đợt sinh hoạt chủ điểm trong tháng 10 này phải thực hiện cái ngày hoạt động chủ điểm kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, người đầu tiên đi Cộng sản Hồ Chí Minh đầu tiên của chúng ta. Và anh rất là vui mừng nhận thấy đội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học cơ sở An Nhơn và trong các năm gần đây đã có những sự trưởng thành góp phần to lớn trong sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. Đặc biệt trong năm học 2013-2014, đầu tiên nhà trường chúng ta đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong lưu lượng rèn luyện học tập, đã gặt hái được nhiều kết quả rực rỡ và có nhiều đội viên đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn của gia đình để vươn lên trong học tập. Lý Tự đã làm tốt công tác đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2013-2014. Và trong hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 do hội đồng đội quận tổ chức, thì Lý Tự chúng ta cũng đạt được danh hiệu là đơn vị xuất sắc, liên đội xuất sắc của toàn quận. Đây là thành tích để khen ngợi chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để biểu dương. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, chúng ta thấy vẫn còn những tồn tại, tuy không nhiều, sau đó là những hạn sạn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào của đội. Hiện trường đội viên có ý thức kỷ luật chưa tốt, thái độ học tập chưa nghiêm túc, phong trào đội vẫn chưa nâng tầm hoạt động và chưa có sức hút đến tổng thể đội viên. Và trong giai đoạn hiện nay, tổ chức UNICO đã khẳng định bốn trụ cột về giáo dục: học để hiểu biết, học để làm việc, học để hòa nhập, học để khẳng định mình. Chính các em đội viên hôm nay đang ngồi đây, đang học tập dưới mái trường thân yêu này, thì ngày mai có trách nhiệm gánh vác cái công việc xây dựng bảo vệ tổ quốc, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp. Để làm tốt được công việc đó, thì mỗi đội viên chúng ta phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện để trở thành những học sinh giỏi, có đạo đức tốt. Các đội viên ưu tú phải có trách nhiệm xây dựng chế độ của mình, có phong trào đội thực sự vững mạnh, là nơi tập hợp được các bạn đội viên ra sức thi đua học tập làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Trong thời gian tới, hội đồng đội và các tổ chức đoàn thể, các thầy cô giáo còn phải có những sự quan tâm hơn nữa để phong trào đội của trường Trung học cơ sở An Nhơn chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ. Kính thưa toàn thể đại hội, anh mong rằng trong đại hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ bầu ra một ban thanh niên liên đội mới có đủ sức khỏe, trí tuệ, năng lực gánh vác các trọng trách phong trào đội của nhà trường trong giai đoạn tới, giai đoạn tính lịch sử phát triển của nhà trường và toàn xã hội. Ban thanh niên liên đội cần nhanh chóng lập kế hoạch triển khai các mục tiêu nhiệm vụ đã nêu trong chương trình năm học. Theo suy nghĩ của tôi thì ban thanh niên liên đội cùng với đồng chí tổng trách đội đã chú trọng tập trung vào nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cụ thể như sau. Một, ban thanh niên liên đội nhanh chóng ổn định phân công tổ chức, phân công trách nhiệm, phân công cụ thể công việc, khoa học và có khả năng của bộ em đội viên tìm việc toàn lại các hoạt động của ban thanh niên đội, xây dựng nền nếp và làm việc chủ động sáng tạo khoa học. Hai, đưa ra tiêu chuẩn đánh giá thi đua, xếp loại thi đua từ các chi đội, xếp loại thi đua từng đội viên theo học kỳ và cả năm học. Trong tiêu chuẩn đánh giá thi đua phải có chỉ từ từng giáo viên phụ trách chi, từng chi đội, từng đội viên. Công tác thi đua cần được đẩy mạnh lên một bước và phát triển sâu hơn. Và trong năm học 2014-2015 gắn với sự kiện trọng đại của đất nước chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày của Việt Nam hoặc là giải phóng thống nhất đất nước, thì hội đồng đội cũng đã chia ra thành ba trận với tên gọi cụ thể như sau. Trận 1 với tên gọi là Rèn Quân sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Trận 2 có tên gọi là Thần Đốc sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 3 năm 2015. Trận 3 là trận quyết thắng sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến 31 tháng 5 năm 2015. Do đó, do nội dung trên được hướng dẫn của hội đồng đội quận Gò Vấp, cho nên đồng chí tổng trách đội và các chuyên viên đội phải có nội dung hướng dẫn cụ thể, cung cấp các thông tin cần thiết chuyên đề này, chú trọng công tác kiểm tra đánh giá và nâng lương điển hình, biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong các đợt hoạt động nói trên. Kính thưa đại hội,
Tôi mong rằng trong thời gian tới, Liên đoàn trường trung học cơ sở An Nhơn chúng ta tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, sự chỉ đạo tận tình và hiệu quả của ban giám hiệu nhà trường để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ trước mắt của các em đội viên là rất lớn, song cũng thật là để mang bằng chứng lệ cũng nhiệt huyết của trẻ. Tôi tin chắc các em sẽ vượt qua các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn hơn nữa trong sự xây dựng và phát triển trong nhiệm kỳ trong hoạt động đội chúng ta trong nhiệm kỳ tới. Cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em đội viên nhiều sức khỏe, chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.
69 nữ sinh ngày 17 tháng 5 năm 2003 năm năm là học sinh giỏi và đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ tham gia các hoạt động phong trào đội tích cực Vĩnh Hạnh Trung Bảo Tùng Vinh thi đội 611 nữ sinh ngày 13 tháng 4 2003 năm năm thì đạt học sinh giỏi và đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ giải nhì thi nghi thức đội năm học 2012-2013 là học sinh giỏi đạt giải cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 10 đặng hồ tuần mai thi đội 65 nữ sinh ngày 16 tháng 10 năm 2003 năm nay đạt học sinh giỏi đạt danh hiệu chống ba mắt hồ và là học sinh giỏi tiêu biểu tham gia các hoạt động phong trào đội tích cực 11 hoàng thị mai lên thi đội 81 nữ sinh ngày 16 tháng 8 2001 7 năm liền đạt học sinh giỏi và chống ba mắt hồ tham gia các hoạt động phong trào đội tích cực thực hiện tốt an toàn giao thông và kỹ năng lái xe toàn quốc quận tham gia chủ huy đội giỏi năm học 2012-2013 và 2013-2014 12 bạn Nguyễn Thị Xuân Hương chi đội 71 nữ sinh ngày 6 tháng 2 2002 có hoa niệm đại học sinh giỏi và cháu hoa bác hồ công gia có học tập phong trào đội tích cực 13 bạn Nguyễn Vừa Viên chi đội 75 nữ sinh ngày 18 tháng 12 2002 có hoa niệm đại học sinh giỏi 6 hoa niệm đại cháu hoa bác hồ công gia có học tập phong trào đội tích cực trong buổi thông qua danh sách ứng cử ban chủ huy liên đội năm học 2014-2015 các bạn có ý kiến gì danh sách ứng cử không? Có bạn nào tự ứng cử thêm không? Nếu không chúng ta biểu quyết bạn nào đồng ý danh sách ứng cử ban chủ huy liên đội năm học 2014-2015 mời các bạn lên đây biểu quyết. Cảm ơn các bạn. Vậy là chúng ta đồng ý danh sách ứng cử ban chủ huy liên đội năm học 2014-2015. Cảm ơn các bạn.
thấy đây là một tiêu chấm thêm cái thiếu hợp lệ là cái thiếu mà có đóng dấu của trường hạt nhân của chúng ta. Nếu các bạn chọn A thì các bạn đánh dấu là cô chịu trách nhiệm, còn không chọn A thì đánh dấu cô chịu không trách nhiệm. Dạ, số đầu tiên đã là 59. Thank you.
Người thấy ơi thương đang ngồi xung quanh tôi đó, người thấy ơi thương đang ngồi xung quanh tôi đó.
tôi là bác bạn nào không à, không chịu tình phải đưa nha. Bên phải tôi là 2-1
Rồi, một ông sáng sáng, hai ông sáng sao, tôi đố anh chị nào mồ hôi đến mới từ một ông sáng sáng đến người ông sáng sao? Bài hát nào là cái ảnh đội lớp 8A.
Mỹ Kiều Vy. Thank you.
đội và phong trào thiếu niên năm học 2014-2015 điều ra tiếp thu các ý kiến đóng góp trong đại hội chuẩn bị và đại hội chính thức và hoàn chỉnh vào văn kiện đại hội biên độ năm học 2014-2015. Điều 4 giao cho ban chỉ huy liên đội năm 2014-2015 liên đội trưởng đã được bầu trong đại hội thực hiện nghị quyết này tổ chức ngày 20 tháng 10 năm 2014. Vậy là chúng ta vừa nghe tại chiều thảo nghị quyết đại hội liên đội năm học 2014-2015. Các bạn có ý kiến gì thêm không? Nếu không chúng ta biểu quyết. Bạn nào đồng ý bản nghị quyết đại hội mời các bạn giơ tay biểu quyết. Vậy là 100% các bạn đồng ý nghị quyết vừa nêu. Xin cảm ơn các bạn. Mong các bạn sẽ cùng ban chỉ huy liên đội thực hiện thật tốt nghị quyết này. Kính thưa đại hội, sau gần 2 giờ làm việc, đại hội đã thể hiện tính tập trung dân chủ, làm việc nghiêm túc. Đại hội đến đây đã thành công tốt đẹp. Phần làm việc của chủ tịch đoàn đến đây là kết thúc. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội. Gửi nghiêm chào thôi. Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đội viên đứng lên chào cờ với mẹ. Việt Nam tiến lên, học sinh là mầm sống của ngày mai.